Tính kêu đây đúng không? Không gấp được không? Chỉ gấp được từ này đúng không ạ? Chỗ này đau đúng không ạ? Đau chỗ này là một này. Chỗ này bây giờ không gấp được đúng không ạ? Rồi. Rồi, lên thử xem. Đấy, lại tính kêu rồi. Bắt đầu nhá. Làm nhá. Đau không ạ? Đau không ạ? Cảm thấy nào? Đau chị ạ? Có đau nhiều lắm không ạ? Đau nhiều lắm ạ. Rồi, chịu được không ạ? Rồi, bà thử gấp thử xem ạ. Gấp thử xem. Gấp đi. Thấy nhẹ nhàng hơn chưa không? Thấy thế nào? Hơi thế nào? Rồi. Tiếp nhá. Lại tiếp chứ. Rồi đây chỗ này rồi. Rồi. Gấp thế mà.